Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bên nhà máy Kai có gửi cho mình một cái bọc mẫu, hàng mẫu. Mình cũng chưa biết là ở trong cái gì. Để thử mở cho các bạn, cùng các bạn mở xem là cái gì ở trong nhá. Thấy bảo là hàng mẫu. Thực ra bên Kai, bên nhà máy Kai rất hay gửi cho bên mình mẫu. Từ trước nay rất là nhiều mẫu rồi. Bởi vì là có một số các sản phẩm mà từ trước nay mình cũng chưa biết là có bán được hay không tại Việt Nam, nhưng mà bên Kai thì vẫn cứ gửi cho mình để mình trải nghiệm sản phẩm để có thể tư vấn cho các khách hàng để hơn. Quá. Rồi. Trong cái hộp này ghi cai hô trồ này. Đấy, các bạn thấy không? Ui, hai bọc cơ. Rồi, mở xem nào. Trong cái gì? À. Dòng cai này à. Rồi, dòng cai này cũng có cái để mà nói với các bạn đây. À rồi, các bạn nhớ cái dòng cai này thì thực ra không phải là được sản xuất tại Nhật đâu. Cái này theo như mình biết thì là cai này là cai của thị trường Ấn Độ. Đấy, người Ấn Độ rất thích cái màu, cái dao nó màu như này này, màu mè hoa lá. Xem phim Ấn Độ là thấy gọi là dao màu mè rồi. Ui rồi, đây là dao hoa quả này. Đấy, còn đây là dao bánh mì này. Đây, thì mình lấy cho các bạn xem. Đấy, dao gọt bánh mì. Made in India, chuẩn luôn. Cái này, dao này được làm tại nhà máy Kai tại Ấn Độ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Màu thì có màu hồng, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh. Ôi dồi ôi, màu mè quá. Ok, đấy. Đây là dao cắt bánh mì này. Đây dao thì dao cắt bánh mì thì nó có răng cưa, các bạn biết rồi. Dao này là dao kiểu gọt hoa quả này. Đây. Cũng made in India. Thử các bạn xem nào. Cũng sắc đấy. Đấy. Ok. Mình cũng tưởng là gửi cho mình một hộp như này thì nhiều sản phẩm hay thì cũng chỉ có này thôi. Đấy. Thì trong thời gian tới chắc là sản phẩm này cũng sẽ được bán tại Katana đấy. Cho nên các bạn nhớ chú ý theo dõi fanpage nhé. Đấy, còn cái này chắc là mình sẽ mang đi tặng một số bạn. Mà thôi, tặng bạn nào bây giờ, bạn nào mà đến comment ở dưới nhá, comment số điện thoại nhá, mình sẽ chọn ra 10 bạn đầu tiên để Katana gửi tặng nhé. Các bạn comment giúp mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.